Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boots. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Nike Mercurial Vapor 13 Pro phối màu MDS-003. Và tại sao các bạn lại thấy một khung cảnh lạ lẫm như thế này? Chỉ xin giới thiệu với các bạn đây là nhà tôi. Và hôm nay đây là một video đặc biệt để kể lại về cái quy trình để làm review một cái mẫu giày. Let's go! Và tất nhiên đây không phải là đôi mới đập hộp một cái là đem ra sân đâu luôn nha các bạn. Và tôi đã có khoảng thời gian đi lại rồi và khoảng thời gian xỏ vào chạy nhẹ và đi chụp hình rồi. Và bây giờ tôi mới ra sân đây. Và bây giờ hãy cùng nhau thử trải nghiệm đôi này. Đây chính thức là trận đấu đầu tiên cho các bạn, trận đấu đầu tiên luôn. Sân cỏ mới làm nên là khi mà đá xong như thế này, nhìn quả giày vẫn mới, vẫn trắng trẻo các bạn ạ. Lát nữa sẽ có cái video chi tiết cho các bạn xem. Nhưng mà đại để ở đây tôi nhìn thấy là đá xong một trận như thế này là giày vẫn còn trắng trẻo á. Vậy nên là những giày trắng mà đá sân mới như này thì rất là ok luôn, không vấn đề gì hết. Nhìn nó bóng loáng thích thật các bạn ạ. Tình trạng này chắc là từ trận sau là đi tất trống trơn và nó dày hơn một chút, thì cảm giác xô lệch bên trong nó sẽ ít hơn. Nhưng mà dù sao đi nữa thì 41 vẫn là chuẩn nhất. Size 42 nó không thể nào tạo ra một cái cảm giác ok nhất được. Nhưng mà dù sao thì nếu như mà ai mà thích chọn một cái form giày thoải mái thì có thể là đi size giống như tôi, rộng hơn nửa size so với bình thường. Còn nếu như mà anh em muốn khít hơn thì cứ đi chuẩn thôi. Nhưng mà chân bè thì sẽ là bị tức căng bàn chân đấy. Còn chân thon thì đây vẫn là một sự chọn rất tuyệt vời. Wow, tôi đã đến sân Đằng Lâm rồi đây các bạn ạ. Đây là nơi mà tôi đã quay 96,69 video của mình. Chỉ có một số video quay tại nhà và ở sân khác là do Covid thì mới phải chuyển sân thôi, chứ không lúc nào cũng là sân Đằng Lâm anh em ạ. Đây anh em nhìn xem, có đẹp không cơ chứ. Cỏ mới, xanh, mịn, xịn, đẹp. Bên cạnh đó là một cái background của những ngôi nhà phía sau, những ngôi chùa nhìn chill thật anh em. Và có những sân khác cũng có cỏ mới, nhưng mà thực sự là background nó không làm tôi nổi cảm hứng để ngồi nói được như vậy. Một cái fact nho nhỏ đó là ngày mà tôi đi quay những cái shot hình đầu tiên tại sân Đằng Lâm, cũng là ngày mà sân Đằng Lâm làm lại mặt cỏ. Và nó xanh mướt, nhìn đẹp cực kỳ anh em ạ. Nó như kiểu là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn đấy. Đó, và sau khi đã đến sân rồi thì chúng ta hãy cùng xem trong cái tủ đồ mà tôi hay đi quay là bao gồm những cái gì nha. Loại mic mà tôi đang sử dụng đây là mic Saramonic Blink 500 anh em ạ. Khá tốt đấy chứ nhỉ. Và dụng tiếp theo không thể thiếu nữa đó là một cái tripod. Nhưng mà các loại này rẻ tiền thôi, tôi mua 200.000 ở ngoài chợ. Thứ nhất đây rồi. Tất nhiên là không thể thiếu nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Mercurial Vapor 13 Pro phiên bản MDS-003 nha các bạn. Lát nữa thì chúng ta sẽ đi sâu, đi sát hơn về cấu trúc và cảm giác của đôi giày này nha. Còn bây giờ chúng ta chỉ điểm qua thôi. Và không thể thiếu một quả bóng được. Và quả bóng dạo này tôi tin dùng là quả Moten. Rất đẹp các bạn ạ. Thì đây là một quả bóng đá rất sướng. Cảm giác nó nảy, nó bay, rất là hay ho đấy. Tiếp theo nữa là một cái bơm các bạn ạ. Là một cái bơm mà thực sự không thể thiếu được nếu như mà đã đi quay như thế này. Bởi vì là bạn không thể dám chắc rằng là lúc nào bạn cũng nhớ bơm ở nhà trước khi ra sân. Vậy nên là tôi quyết định là tôi sắm một cái này. Sắm một cái này để bao giờ ra sân thấy thích bóng căng quá hay bóng non quá thì có thể là cấp cứu kịp thời. Tiếp theo nữa là đến các cái nấm tập các bạn ạ. Nấm tập để quay các cảnh hoặc là dùng để đánh dấu. Tiếp theo nữa thì chúng ta có ta có một cuộn dây thừa từ trước các bạn ạ, chưa vết xỏ cho đôi nào. Và đây là cái gimbal điện thoại. Cấu trúc của nó cũng khá là đơn giản và nói thẳng với các bạn luôn, đây là loại gimbal cũng khá là rẻ tiền. Đây các bạn, mình sẽ gắn điện thoại lên đây và sau đó là sẽ quay bằng cái gimbal như thế này. Cái công dụng của cái này nó là cái chống rung các bạn ạ. Tiếp theo là một chai nước đây. Trời nắng như này quay mà không có nước chắc chết. Giấy ướt các bạn ạ. Giấy ướt thì thi thoảng mà có những cái lúc mà quay mà cảm giác cái đôi giày nó chuẩn bị lên hình, nó không được đẹp cho lắm thì tôi có thể là mông má vệ sinh qua một chút. Đây là một hộp kẹo các bạn ạ. 1 phút dành cho quảng cáo. Đây là kẹo Playmore. Tôi thích cái kẹo này dã man con ngan luôn các bạn ạ. Ăn vào nó the mát, nó sướng, cảm giác nó ngọt lịm lan tỏa luôn. Và ăn vào xong mà uống cái nước vào cũng gọi là cảm giác rất là sảng khoái. Đó. Xong rồi ngậm cho cái kẹo nó tan hết, xong một đợt rồi bắt đầu vào quay luôn. Lúc đấy tinh thần sảng khoái lên, ăn nói lưu loát tự tin. Và không thể thiếu được các đôi tất nữa các bạn ạ. Nhục nhất là đi quay mà quên tất. Mà thế là hết rồi. Đồ nghề đơn giản chỉ có thế thôi các bạn ạ. Sẽ có hôm là tôi mang theo cả thang dây, có hôm tôi mang theo cả nhiều thứ khác nữa mà bây giờ không có ở đây chắc tôi cũng không nghĩ ra. Mà hiện tại thì cơ bản, một set cơ bản là nó bao gồm những cái thứ như vậy các bạn ạ. Âm thanh, hình ảnh, giá đỡ, các loại nhân vật chính. Thế là đã qua phần đi quay rồi, qua phần ra sân đá bóng rồi, thì bây giờ là cái bước quan trọng nhất để có thể đem đến cho các bạn một cái trải nghiệm thật là chỉn chu, thật là đã mắt đã tai khi mà xem video của mình. Đó chính là phần edit. Và như các bạn có thể thấy ở đây, máy 2 màn hình, CPU xịn sò, phần mềm Photoshop và Premiere luôn luôn sẵn sàng. Và bây giờ hãy cùng điểm qua những cái bước chỉnh sửa của chúng tôi nha. Ngay sau đây sẽ là nhường video lại cho chính. Ok, vậy như vậy là Hiếu đã nhường lại phần cho mình và bây giờ đến tiếp theo là đến phần của mình. Thì hiện tại phần mềm mình đang sử dụng để dựng video là Adobe Premiere và Adobe Photoshop. Premiere thì mình sẽ dùng, như các bạn thấy ở đây là mình sẽ dùng để ghép các cảnh lại với nhau. Còn Photoshop mình sẽ chỉnh sửa các hình ảnh và sử dụng hình ảnh thumbnail cho Hiếu. Và đấy là một toàn bộ quá trình dựng video của mình. À quên là một video mình thường dựng mất trong khoảng từ, nếu là những cái project nào to, ví dụ như là đôi Exostar 1 và đôi Phantom GT thì mình sẽ mất tầm khoảng từ 6 đến 5 tiếng. Còn ví dụ những cái đôi nào mà project tầm trung thì mình sẽ mất tầm khoảng từ 3 đến 4 tiếng. Và đó là thời gian xử lý cho mình. Mình dựng vào khoảng từ tầm 9 giờ tối cho đến đêm. Đấy là mình cảm giác là mình sẽ yên tĩnh và mình xử lý được các video tốt nhất. Ok, xin chào các bạn và hãy cùng mình làm tiếp video tiếp theo nhé. One eternity later. Kéo dây này cho nó gọn gàng các bạn ạ. Mình không xỏ cái dây ra ngoài này nữa mà mình thu cái dây này vào trong để khi tổng thể khi thít tất cả những cái dây này lại, cảm giác nhìn đôi giày nó gọn gàng và cầm trên tay nhìn nó thanh thoát hơn các bạn ạ, nó đỡ bị lù xù. Đây là một trong số những góc quay ưa thích của tôi các bạn ạ. Mà đây cũng là góc quay để các bạn có thể nhìn thấy được cận cảnh và nhìn được vẻ đẹp của đôi giày. Và đặc biệt là những đôi giày màu trắng như thế này thì cái quy trình nó hơi bị ngược một tí, đó là tôi không đá xong rồi mới đi quay, mà tôi quay trước rồi mới đem đá. Bởi vì là đá rồi có khi là mình đá sân xấu sân đẹp khác nhau thì mình không thể nào đảm bảo được cái đôi giày nó còn trắng nguyên như cũ cả. Thế nên là quay trước rồi đá. Chọn đó các bạn, MDS-003 Spec Created to Exact Specification of CR7. Vẫn là cái bộ đế đó, vẫn là bộ đế trứ danh siêu bám, mà bây giờ đã được nhân giống ra toàn bộ những cái đôi giày của Nike hiện nay. Rất đẹp các bạn ạ. Trừ duy nhất có một điểm là nó màu trắng, và những ai thích màu trắng thì có lẽ là không ưng cho lắm. Nhưng mà không thể phủ nhận là nó đẹp. Đồng thời là cái lớp mà Hyper Screen in ở trên này, nó cảm giác nhìn nó bóng bẩy hơn, nó bóng bẩy hơn là những cái loại khác. Những cái mẫu khác thì cái màu của nó nhìn bình thường thôi, nó không phải là nó bóng như thế này. Và đồng thời là cái họa tiết này thì nó cũng được tinh giản khá là nhiều so với cả họa tiết ở trên những cái đôi Elite hay là những đôi Academy. Thì bình thường các bạn biết đấy, vùng đầu mũi của đôi Pro này thường nó chỉ là những cái hạt phủ lên như thế này, nó khá là đơn sơ, và vì thế là thường chả bao giờ áp dụng được bất kỳ một cái hình thù nào lên cái khu vực này cả. À, thật ra là cá nhân mình thì mình cũng thích là cố gắng làm cái này nó dài hơn tí nữa lên đây thì nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Nói chung là cảm giác sờ mó vào như thế nào, mình cũng qua thời gian và trải nghiệm nhiều đôi thì cũng biết là cái cảm giác và cái chất liệu của đôi này nó như thế nào. Và cũng có những cái sự so sánh nhất định giữa đời trước và đời sau, giữa màu này với màu kia. Và cảm nhận trên đôi này thì nếu như các bạn hỏi nó có khác gì những đôi Vapor 13 Pro đời trước không, thì câu trả lời là không các bạn ạ. Nó chỉ khác cái màu thôi. Và tôi làm đôi này, làm lại bởi vì tôi có hứng và tôi muốn kỷ niệm một cái gì đó nhân dịp là MDS lại một lần nữa được ra mắt. Đây là một đôi Mercurial nhưng mà nó không phải là quá nhẹ, 255g trong một size 42. Cảm giác của nó đi cũng nhẹ trên chân, nhưng mà trên tay thì có vẻ là nó khá là đầm, bởi vì cái bộ đế này nó đặc và nó bám sân tốt. Thế nên là anh em không thể nào mà đòi hỏi được cái việc mà nó mềm ngay từ ban đầu, cộng với cả là nó nhẹ như bay như mấy đôi Mizuno đâu. Cấu trúc của đôi giày này là một lớp vải dệt và phủ bên trên là lớp Hyper Screen. Và cái lớp Hyper Screen này thì tuy là ban đầu sờ có vẻ nhám, nhưng mà với cá nhân ra nó có chả có công dụng gì hơn cho cái việc bám bóng cả. Và cái công dụng của cái này ở đây nhiều đó là để bảo vệ cái lớp vải dệt ở đây. Bởi vì cái vải dệt này thì nó sẽ không được cứng cáp, nó không được xịn sò như là trên Flyknit của đôi Elite. Tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu sang với cả phần trên chân. Phần trên chân thì luôn được bắt đầu bằng việc là cảnh xỏ giày. Và gần như là video nào cũng có cảnh này hết anh em ạ. Bước đầu là phải phủ cho hết cao su đi anh em ạ. Ngày thường thì sẽ không có cái chuyện này, bởi vì là xỏ thì xỏ luôn ở ngoài sân chứ không phải vào sân mới xỏ. Và đó, xỏ vào rất dễ. Sẽ có phần đánh giá là đôi này có xỏ vào dễ hay là không dễ anh em ạ. Và với tôi thì đôi này xỏ vào như thế này là dễ rồi anh em ạ. À mà còn một lưu ý nữa, đó là dây giày của đôi này có tính chất là hơi bị trơn. Thế nên là nếu như mà buộc thông thường thì anh em sẽ thấy là nó dễ bị tuột ở trong trận. Và thế thì anh em cầm cái đầu nơ này, buộc thêm một nút nữa, thế là ok thôi. Cách này nó cũng được truyền đời lâu năm rồi, thế nên là anh em cũng cứ yên tâm, chạy cả trận nó không bị tuột ra đâu. Và chủ đích chính của cái phần trên chân này, đấy là cũng một phần làm cho anh em hình dung ra được đôi giày này trên chân, ra sân thì liệu trông nó như thế nào, liệu nó có đẹp không, mọi người nhìn vào thì sẽ ra sao. Và quan trọng hơn cả thì đây là cái phần mà tôi đưa ra những quan điểm của mình về cách tôi sử dụng đôi giày này trong trận đấu và cái cảm nhận của tôi chia sẻ với anh em. Và bây giờ chúng ta đến với một số cảnh quay nhá. Một phần cũng quan trọng không kém mà cá nhân của tôi khá là thích khi mà đưa vào các video, đó là phần sút móng anh em ạ. Thật ra thì sút thì không phải là ngày nào cũng sút ra hồn đâu. Có những hôm sút mãi chả vào quả nào, nản vô cùng. Quả thì quá bổng, quả thì quá sệt. Và hình như là cái quả Moten này hơi bị nhẹ nên là sút nó dễ bị bổng hơn thì phải. Vậy nên là ngày hôm sau tôi đã đứng xa hơn một chút để sút xem nó bay lên cao và nó hạ xuống. Và đây, anh em xin mời anh em xem thành quả. Khổ một nỗi là quay xong test xong từ nãy đến giờ rồi mới nhớ ra là chưa chụp ảnh các ông ạ. Và thế là bây giờ tôi lại phải dùng giấy ướt lau sạch sẽ, sạch nhất có thể, để bắt đầu chụp ảnh lên hình các cái pose cho các ông đây. Và lát nữa thì tôi cũng sẽ gửi ảnh qua đây nha. Có thể là mọi người cũng đã xem ở trên Facebook rồi, nhưng mà những bức ảnh chụp con MDS-003 này đúng là đẹp thật. Nếu bức ảnh mà các ông nhìn thấy là đó, một đôi giày đã qua một buổi chiều tập sút và tập các thứ rồi đấy nha. Nó không phải là mới đâu. Và chúng ta đã đi qua phần quay và phần đem giày vào thực tế trận đấu. Và đó chỉ là một trận đấu thôi nha. Và bình thường để hoàn thành một video review giày thì tôi thường phải đá đến 2 hoặc 3 trận. Và đó là khi nào mà tôi cảm thấy là đôi giày đã được thuần và tất cả mọi thứ ok hết, thì lúc đó thì tôi sẽ làm đến cái bước gọi là bước tổng kết. Và phần tổng kết thì chúng ta như thường lệ là tôi sẽ ngồi ở đây và chia sẻ tổng hợp tất cả những cảm nhận về đôi giày, những lưu ý và về phần chọn size, chọn số cho các bạn. Tổng kết lại thì Nike Mercurial Vapor 13 phiên bản Pro là một đôi giày tốt trong tầm giá các bạn ạ. Trước hết về đôi giày này thì chúng ta phải nói đến bộ đế, một bộ đế cực kỳ bám sân, gọi là bám nhất ở trên thị trường hiện nay luôn các bạn ạ. Thứ hai nữa đó là về form giày thì cái này nó hơi khác biệt so với cả những đôi Mercurial, khi mà tôi thấy dòng Vapor 13 Pro là cái dòng mà có thể là giãn theo chân bè một cách tốt nhất. Dòng Elite thì có mẫu có mẫu không các bạn ạ. Với cá nhân tôi thì cái mẫu Elite thì có màu đỏ, xám và vàng là nó có thể giãn theo form chân tốt. Còn với cá nhân tôi thấy những cái màu MDS của Elite thì lại giãn không tốt như Pro các bạn ạ. Và như ở phần trên tôi cũng đã nói và xin nhắc lại cho anh em, đó là tôi cảm giác là cái đôi MDS-003 này nó ngắn hơn những cái đôi màu đỏ, màu vàng khoảng tầm 1/4 size. Những cái đôi đỏ, đôi vàng đó là tôi chắc chắn là tôi phải đi 41 mới ok được. Nhưng mà đôi này tôi có thể đi 41 hoặc là đi 42. Và cái việc là đi như thế này có thể tùy thuộc vào cảm nhận cá nhân của mỗi người nha. Với tôi thì tôi đi đôi này size 42 cộng thêm một đôi tất chống trơn giày là mọi thứ nó ok. Còn nếu mà tôi đi xuống 41 thì tôi lại phải bỏ lót và thuần một thời gian. Tất nhiên là việc đi chuẩn size thì nó sẽ ok hơn, khi mà về lâu về dài nó tạo ra một cảm giác bó khít và nó không bị rộng ra dần dần ở cái phần đầu mũi. Đây là một mẫu giày tuy không quá nhẹ trên tay nhưng mà trên chân thì lại nhẹ các bạn ạ. Cái đế này thì mỏng và cũng đàn hồi, nó tạo ra cho mình một cảm giác tốc độ. Đồng thời là cộng thêm với cả cái upper mỏng và cảm giác sát mặt đất, nó tạo ra cho mình một cảm giác bóng phải nói là rất là thật chân và rất là tuyệt vời. Nhưng mà cảm giác sút ở trên đôi giày này thì cá nhân tôi lại đánh giá nó không cao cho lắm. Việc sút bóng nói thật là cảm giác là nó cũng bình thường các bạn ạ. Và nó không tạo ra một cảm giác kích thích khi sút bóng nó sướng như là khi mà mình sút bóng ở trên đôi Phantom GT Pro này. Upper của đôi này là một lớp vải lưới phủ Hyper Screen, và vì thế nên là cấu trúc như các bạn có thể thấy là gần như không có cái chống nước nào hết. Vậy nên là khi đá trời mưa thì chắc chắn là đôi này sẽ bị ướt sũng luôn các bạn ạ. Và ngoài ra thì một số anh em phản ánh là đôi giày này nó bị nhấc gót. Và việc bị nhấc gót thì anh em hoàn toàn có thể là dùng cái cách đó là xỏ dây thẳng lên và tạo lỗ nha. Nó không chỉ có thể áp dụng ở những đôi có lưỡi gà rời mà lưỡi gà liền, anh em hoàn toàn có thể áp dụng cách đó nha. Và cá nhân tôi thấy là nó cũng đẩy cái gót của mình về phía sau ok hơn, và nó tạo ra một cảm giác chắc chân hơn. Nhưng mà với cá nhân quan điểm của tôi thì Phantom GT Pro vẫn là đôi giày mà tôi thích nhất trong các dòng Nike Pro các bạn ạ. Bởi vì về phần này thì tôi nghĩ nó là thuộc về cảm nhận cá nhân của mỗi người thôi. Tôi là một người thích đế giày, tôi là một người thích những cái đôi giày mà có cái độ đệm đế êm như thế này. Và tất nhiên là cái bộ đệm đế React của Nike chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Tổng thể thì tôi thích cái cảm giác sút bóng, cảm giác đệm êm ở trên đôi giày này. Về mặt tốc độ, kiểm soát bóng, xử lý bóng thì cá nhân tôi đánh giá là Mercurial Vapor 13 Pro làm tốt hơn là Phantom GT. Về cả hai đôi giày này thì tôi thấy là cái mũi của GT nó nhọn hơn các bạn ạ. Còn mũi của Mercurial thì các bạn có thể thấy là đôi này nó cũng khá là bo tròn. Và như thế này thì là dấu hiệu của cái việc là nó có thể tương thích được với chân bè đây. Nhưng mà nói thế không có nghĩa là Vapor 13 Pro là không có bộ đệm giảm chấn nha các bạn. Ở phía dưới lớp lót này là có một cái lớp đệm êm ở đây. Ở cái lót này nó cũng dày dặn hơn là chất lót của Phantom GT nữa. Nhưng mà về tổng thể cá nhân tôi thấy cái cảm giác nó cũng không thể nào bằng được một cái bộ đệm React mà đôi Phantom GT kia mang lại. Và đi những đôi màu trắng như thế này thì các bạn không thể nào tránh được việc là nó bị ố màu cả. Và bây giờ mình chỉ còn cách là cứu vãn được nó ngày nào thì mình cứu vãn thôi. Và cái dung dịch mà tôi sử dụng để vệ sinh giày đó là Crep Protect, và tôi trải nó ngay sau khi đá bóng. Cái dung dịch đó thì tẩy rửa tốt mà nó cũng không có nhiều tác dụng xấu đến giày. Và với cá nhân tôi thì tôi thấy đôi này chưa đến mức là phải trải Crep. Tôi đã từng trải Crep cho những đôi Elite, còn đôi này thì chưa các bạn ạ. Bởi vì là những trận qua tôi đá ở trên mặt sân đẹp, thế nên là khi đá bóng xong thì cái upper này nhìn nó vẫn còn sáng và mới lắm. Và địa chỉ cần tìm là Hùng Sport. Hùng Sport là một địa chỉ bán giày chính hãng uy tín, giá tốt, linh hoạt trong việc đổi size, đổi mẫu và bảo hành. Vậy nên anh em cứ qua đây mà mua nha, cứ phải gọi là yên tâm luôn, không bao giờ phải lo gì về việc là order nhầm size hay là gì cả. Anh Hùng Sport sẽ hỗ trợ cho các bạn hết mình, hãy tin tôi. Và đó là tất cả rồi. Hy vọng qua video lần này thì anh em có thể hình dung rõ ra được quy trình hình thành một video review giày của anh em tôi là như thế nào. Và ngoài ra anh em có câu hỏi nào khác thì hãy đừng quên đặt ở dưới phần comment, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời. Và hết rồi anh em ạ. Đừng quên đăng ký kênh của tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra nếu như ai yêu thích đừng quên ấn cái nút chuông nho nhỏ để không bỏ lỡ thông báo mỗi khi ra video mới. Ngoài ra ở bên này anh em có thể thấy là một danh sách phát các video review giày bóng đá chính hãng mà tôi đã làm từ trước. Hãy click vào đó để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Xin cảm ơn.